Dạ, cửa hàng nuôi cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể kênh quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích MS193C. Con này thì của nó là nòng 37 ly các bác nhé, 37 ly. Nó con này thì có thể so được với lại là dòng Estin 170 này các bác. Đó, bởi vì công suất của nó cũng như là độ ly nòng của nó hai con thì giống nhau các bác nhé. Để cho các bác nào đang tham khảo mà thấy cái hệ này thì nó hơi lạ thì công suất của nó với là con Estin 170 thì nó là giống y chang nhau thôi về công suất, công năng sử dụng. Mà con này khác cái là con này là nòng nằm các bác nhá. Còn con Estin 170 là con nòng đứng. Đó, thì em sẽ giới thiệu cho các bác là con này có tích hợp luôn núm bơm xăng phụ ở đây. Đó, e gió tự động là e gió có thể hai chỉnh được hai cái luôn nhá. Một là đóng e như thế này. Hai có thể đóng e ở phần dưới này nữa. Đó, các bác bóp ra đẩy cái này xuống là nó sẽ đóng e các bác nhá. Đó, còn tắt này, đây đẩy lên là tắt này, đẩy xuống là nổ này. Đó, đẩy xuống nữa là đóng e các bác nhá. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản, hàng chuẩn nội địa của Đức. Đó, tích hợp một ốc lam. Nó ốc tăng chỉnh xích thì cạnh ốc luôn. Con này thì tích hợp luôn một cây lam 40 phân, mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Sợi xích thì còn to bản nguyên, theo đánh giá thì con này thì sợi xích này còn khoảng 60% nữa. Về các bác sử dụng thì vẫn còn rất là ok, lâu dài. Cho các bác nào mà về dọn vườn thì có lẽ là sợi xích này thì còn chán mới hỏng được các bác nhé. Đó, bình xăng là bình xăng trong này. Đó, vặn núm nắp xăng, nắp nhớt của nó thì giống như mà cái dòng hệ máy cưa xích 381. Đó, 381, 382 hệ bây giờ. Con này là dòng C là có trợ lực các bác nhé, dòng C là có trợ lực. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản và giá hiện tại con này thì em bán với giá là 3.200.000 miễn phí ship các bác nhé. Các bác nào mà đang cần tìm những dòng máy cưa gia đình thì có thể tham khảo con này. Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe cho các bác. Các bác nào mà hệ Estin thì có lẽ là nhiều, các bác nào trong Nam thì có lẽ sử dụng nhiều. Hệ Estin thì vòng tua của nó rất là thoáng các bác nhé, không bao giờ bị bí máy cả. Đó, vòng tua của nó thì nó mở vòng tua cực kỳ thoáng, bởi vì máy thường được hệ Estin sẽ xài hai bạc. Mà sẽ xài hai bạc thì nòng hơi của nó thì cực kỳ khỏe. Đó, còn đảm bảo cho các bác là máy thì nguyên zin nguyên bản, chưa bung chạm máy móc gì cả, bảo hành lột nòng cho các bác 12 tháng. Đó, nên là các bác nào mà xem video của em ưng ý thì liên hệ ngay cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Số điện thoại của chúng em thì có sử dụng Zalo luôn. Đấy, có sử dụng Zalo luôn, thì các bác nào có xài Zalo thì kết bạn trực tiếp qua Zalo cho em thì em cũng tham khảo cũng như là để tìm hiểu thêm về máy. Các bác nào cần thắc mắc gì thêm thì có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp của em. Đó, vâng, thì để giờ thì em sẽ test nổ cái máy này cho các bác nghe qua nhé các bác nhé. Đó, con này thì tay nắm của nó là xài nhún của nó là nhún trợ lực lò xo luôn các bác nhé, nhún trợ lực lò xo luôn này, nên là các bác nào không phải sợ là nó sẽ rung tay rung tiếc gì cả. Đó, test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Máy nổ thì nếu mà về cho các bác nào vượn giòn nhà, dọn vườn nhà thì con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Máy móc thì em đã căn chỉnh rồi, dọn nổ ngon lành hết rồi. Về cho các bác chỉ đổ xăng vào việc xài thôi. Đấy, nên là các bác không cần phải lăn tăn hay về nhà kiểm tra thêm gì thêm. Và trước khi nếu mà các bác chốt con này, đóng hàng gửi đi cho các bác thì em sẽ kiểm tra lại cũng như là căn chỉnh lại một lần nữa để hoàn hảo nhất có thể, tới tay các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất các bác nhé. Rồi, các bác nào ưng ý là chốt thì có thể liên hệ qua cho em để đặt hàng ngay. Rồi em chào các bác, hẹn các bác một video sau.